Vân Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV. Thưa quý vị, ngày hôm nay trong không khí xuân vẫn còn vương vấn trong cuộc sống của chúng ta chung quanh đây. Thì thưa quý vị, vào dịp đầu năm, một trong những cái phong tục tập quán của chúng ta là đi xem quẻ đầu năm, xem là năm nay chúng ta vận hạn của chúng ta như thế nào. Thì thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý vị gặp gỡ sự trở lại của nhà tử vi tướng số Thanh Nguyên. Ông đã đến với chương trình của VNTV và ngày hôm nay nhân dịp đầu xuân, ông lại trở lại để cùng có lời chúc Tết đầu xuân với quý vị nhân dịp chúng ta mừng xuân Kỷ Hợi năm 2019. Trước hết thì chào thầy Thanh Nguyên. Xin chào Vân Anh, xin chào quý vị khán giả VNTV. Trước tiên lời chào của tôi là Thanh Nguyên, xin chào quý vị một năm mới Kỷ Hợi an khang thịnh vượng. Vâng, thưa quý vị, Vân Anh xin được nhắc lại quý vị là thầy Thanh Nguyên là nhà nghiên cứu về tử vi tướng số đã trên 30 năm phải không ạ? Ok. Tức là thầy đã nghiên cứu từ lúc Việt Nam và cho đến sang hải ngoại luôn phải không ạ? Ok, tôi làm liên tục nay là 30 năm rồi. Vâng, thưa quý vị, và thưa quý vị cũng như là thưa thầy Thanh Nguyên, thì chúng ta đang bước vào những ngày đầu năm của năm mới mừng xuân Kỷ Hợi 2019. Thì theo tử vi và tướng số thì những cái tuổi nào sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến năm Kỷ Hợi năm nay, và những cái tuổi nào thì gặp sự thuận lợi trong năm Kỷ Hợi, cũng như là những cái tuổi nào thì sẽ không gặp được sự thuận lợi trong năm nay, thưa thầy? Trước tiên là tôi cũng muốn nói như thế này. Đây là cái khâu chúng ta nói về tổng quát về tướng số. Còn cái mảng mà tử vi thì chúng ta tạm gác qua một bên. Tại vì cái tử vi thì muốn có tử vi thì chúng ta phải có ngày tháng năm sinh và giờ. Chúng ta lên một cái lá số tử vi thì chúng ta sẽ nói về cái vận mệnh của một năm. Thì cái đó, ở cái mảng đó thì chúng ta có giờ hẹn với nhau là có dịp chúng ta sẽ nói nhiều về cái lá số tử vi. Bây giờ chúng ta nói về những cái mà tổng quát về tướng số, tướng mạo, những cái mà nó liên đến đến năm Kỷ Hợi, năm con heo. Đó, chúng ta vậy vậy. Và trước mắt thì tôi cũng muốn nói về cái năm Hợi. Kỷ Hợi là năm nay là nó thuộc về hành mộc. Và chúng ta biết rằng nó là tam hợp. Nó thuộc về tam hợp Hợi, Mão, Mùi. Cái tam hợp đó người ta gọi là tam hợp mộc. Thế thì chúng ta biết là Kỷ Hợi là năm nay là năm âm mộc. Thế thì đương nhiên là nó sẽ thuận lợi cho những người nào có cái mạng hỏa, đặc biệt là những người nào mà dương hỏa. Tại vì năm nay là năm âm mộc, cho nên nó là những người nào mà dương hỏa thì nó sẽ có tác dụng mạnh hơn. Và đó là nó thuận lợi cho những người nào mạng hỏa, và nó bất thuận lợi cho người nào có cái mạng kim. Vì hành khí kim là chúng ta, hành khí kim mà chúng ta đi khắc với cái hành khí của hành khí, có nghĩa là cái nhỏ mà đi khắc với cái lớn, khắc đó người ta gọi là khắc nhập, là khắc xấu. Cho nên những người nào mà thuộc về năm nay mà có cái mạng gọi là mạng kim thì tương đối là không thuận lợi, cho nên chúng ta cẩn thận hơn, chúng ta đề phòng hơn. Đó là những cái điểm mà tôi muốn nói về cái năm con heo. Đối với đề tài con heo cho nó vui, thì có những cái điểm mà chúng ta bàn về năm mới, chúng ta bàn về con heo đi, cả một năm nói về con heo. Thì Vân Anh có cái gì thắc mắc về cái năm con heo hoặc là có cái gì đó thì Vân Anh cứ hỏi. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là sự trả lời rất là khái quát của thầy Thanh Nguyên. Nếu mà quý vị cần có một cái buổi nói chuyện chi tiết hơn thì chúng tôi có số điện thoại trên màn ảnh để quý vị có thể gọi thầy Thanh Nguyên để có thể tham khảo một cách chi tiết hơn trong cái năm Kỷ Hợi 2019 này. Thưa thầy, khi mà nói về tướng số, khi mà nói về mỗi tuổi đó, thì theo Vân Anh được biết là mỗi người có một cái hành, phải không ạ? Đúng ạ. Như vậy thì năm Kỷ Hợi của chúng ta năm nay thì thuộc hành gì? Năm Kỷ Hợi tôi cũng nói là năm nay là hành mộc rồi. Năm nay là âm mộc. Năm vừa rồi đó là năm Mậu Tuất đó, thì chúng ta có là dương mộc, và năm nay là năm âm mộc. Thì những hành nào là sẽ có cái sự thuận lợi, giống như hồi nãy thầy nói rồi hả thầy? Đúng rồi, tôi có nói đó, thì nó sẽ thuận lợi cho những người nào mà có hành hỏa đó, và nó sẽ bất thuận lợi cho người nào có cái mạng thuộc về mạng kim. Mạng kim thì bất lợi. Và nhân tiện đây tôi cũng muốn nói là thường thường người ta hay nói về những các sao.
Các sao ví dụ như là đầu năm hay cũng sao không? Vấn đề là ta nói về sao thì nó gồm có những cái sao mà ví như Thái Dương, Thái Âm hoặc tất cả những cái sao đó tạm gọi là cái sao tốt đi, thì chúng ta tạm ở đây, chúng ta để ý những cái sao mà nó bất lợi thì chúng ta dễ nhớ hơn. Ví dụ như là tôi muốn nói về ví dụ như là La Hầu, Kế Đô, Thái Bạch. Thế thì các cái sao đó thì làm sao để cho chúng ta biết, chúng ta nhớ được là chúng ta có các sao đó? Một là nếu trường hợp quý vị mà đã đi chùa thì chắc có lẽ là quý vị sẽ rành là năm nay có cái gì đó, có cái sao nào đó bất lợi hoặc là cái sao đẹp. Thì đây tôi nói để quý vị nhớ được thì nhớ, còn không có thì cứ điện thoại hỏi trực tiếp vào tôi. Dạ, thì tôi sẽ trả lời. Chúng ta cứ cộng lại cái năm sinh của chúng ta và chúng ta trừ đi cho, chúng ta cứ trừ 9 như vậy. Tôi ví dụ như là 1972 đi ha. 1972, 9 với 1 là 10, 7 với 2 là 9, bỏ phải không? Như vậy là con số 1. Như vậy thì ai mà sinh năm 1972? 72 như vậy thì chúng ta cộng lại thì chúng ta sẽ có là mang con, chúng ta năm nay ví dụ như là 1972 là chúng ta bao nhiêu tuổi? Chúng ta là 48 tuổi phải không? 48 thì 4 với 8 là 12. Tại 48 tuổi thì chúng ta lấy hai con số đó chúng ta cộng lại và chúng ta bỏ 9 đi. Như vậy thì 48 là 12, 12 với 9 còn 3. Nếu trường hợp mà chúng ta thấy rằng chúng ta trừ như vậy mà chúng ta thấy chúng ta có con số 1 thì chúng ta sẽ bị vào, nếu trường hợp nam sẽ bị vào La Hầu, nữ sẽ bị vào Kế Đô. Chúng ta cứ cộng cái tuổi của chúng ta lại. Ví dụ như là bây giờ như ai là 36 tuổi. 36 tuổi thì 3 với 6 là 9. 9 thì chúng ta bỏ 9. Thì như vậy thì chúng ta cộng lại đi, 46 là 10. 46 chúng ta 46 tuổi đi. Tôi ví dụ là 46. 46 là 10. 10 thì như vậy thì chúng ta bỏ 9, chúng ta còn 1. Nếu trường hợp mà phái nam thì chúng ta có La Hầu. Nếu nữ là chúng ta Kế Đồ. Đó thì như vậy thì năm nay mà chúng ta lãnh vào cái đó thì chúng ta không tốt. Ngược lại, nếu trường hợp tôi bổ sung, nếu trường hợp mà nam là con số 4 mà nữ là con số 8 thì chúng ta sẽ có cái sao Thái Bạch. Chúng ta bị sao Thái Bạch. Thì những người nào mà làm ăn ấy, mà năm nay chúng ta cộng cái tuổi chúng ta lại mà chúng ta lãnh con số, nếu nam mà lãnh con số 4, nữ lãnh con số 8 thì sẽ bị vào Thái Bạch. Ok, đó là những cái mà chúng ta thấy rằng nó không đẹp, chúng ta để ý như vậy. Và tôi cũng nhắc thêm một cái điều nữa là nhân tiện đây tôi cũng có nói là thường thường người ta nói là năm tam tai. Năm tam tai. Thế thì đặc biệt năm nay á, là nó rơi vào ai là mang cái tam hợp này là chúng ta rơi vào tam tai nè, đầu năm tam tai nè. Tỵ, Dậu, Sửu. Nếu ai mang ba cái tuổi đó thì năm nay chúng ta sẽ bị vào, rơi vào cái hạng tam tai. Đó là chúng ta để ý như vậy. Đó là những cái điểm mà chúng ta cần lưu ý đến năm tam tai, rồi La Hầu, Kế Đô, Thái Bạch. Đó là những cái điểm mà tôi vừa mới giải thích như vậy. Nếu trường hợp mà chúng ta rơi vào, tôi nói là ít là khoảng 3 cái đi, 3 cái xấu như vậy đi, thế là chúng ta nên đề phòng, chúng ta nên cẩn thận. Ví dụ như là tôi rơi vào cái tình trạng là tôi năm nay tôi bị La Hầu, rồi tôi bị rơi vào tam tai, rồi tôi bị hành khí, tôi khắc, ví dụ như tôi là mạng kim. Thế thì ba yếu tố cộng lại chúng ta nên đề phòng. Vì một cái thì chúng ta còn chủ quan. Nếu là ba cái thì chúng ta nên cẩn thận là chúng ta biết năm nay chúng ta không được tốt. Còn loại trừ ra nếu là chúng ta không bị rào cái đó thì chúng ta bình yên, chúng ta vui vẻ trong năm mới thôi. Thầy nói là đề phòng. Thì chúng ta đề phòng bằng cách nào để có thể giảm thiểu cái đó thưa thầy? Tôi theo cái kinh nghiệm của tôi á, thì tôi thấy như thế này nè. Chúng ta tự bản thân của chúng ta chiêm nghiệm. Nếu trường hợp mà chúng ta có ba cái xấu trở lên mà tự động chúng ta thấy chúng ta thích đi xa, hoặc là chúng ta làm ăn. Rồi có người tới rủ chúng ta làm ăn, hoặc là này nọ, thế thì chúng ta nên cẩn thận là chúng ta đừng nên đi xa, hoặc là ai mà rủ làm ăn chúng ta nên để ý.
Tại vì nó khiến như vậy để cho cái như là nó, chúng ta vướng vào những cái phiền. À, còn nếu trường hợp mà chúng ta rơi vào cái điểm mà nó đẹp, chút xíu nữa đây chúng ta sẽ nhận diện về những cái điểm tốt. Bây giờ tôi muốn nói về chúng ta, nói về cái điểm xấu đi. Chúng ta nhận một lần hai ba cái xấu như vậy, rồi đùng một cái tự nhiên trong người của chúng ta cảm thấy nó bồn chồn, cảm thấy thích làm ăn, rồi chúng ta thấy cảm thấy hôm nay là dễ giận dễ hờn. À, chúng ta gặp người nào ở chúng ta dễ giận dễ hờn, rồi cái năm tháng nó như vậy, thế thì chúng ta biết rằng nó dễ đưa đẩy chúng ta đến cái những cái phức tạp, những cái rắc rối. Đó là rồi chúng ta từ chúng ta cũng đã nhận thấy cái điều đó. Chúng ta phải biết như vậy. À, đó là những cái điểm mà tôi khuyến cáo cho những người nào mà nó gom nhiều cái xấu cho mình quá. Rồi cái điểm nào mà chúng ta nhận thấy điều đó, tôi vừa mới nói đó. Sao có người lại tới rủ chúng ta đi chơi xa, rồi có người lại tới cứ muốn gây với chúng ta, rồi chúng ta khiến chúng ta cứ hay bực mình, bực bội. Đó là dấu hiệu của những cái mà chúng ta nhận những bất lợi. Thì theo thầy là khi chúng ta biết được chúng ta nằm vào những cái điểm xấu đó rồi, và chúng ta thấy những cái bất lợi ở chung quanh sẽ tác động đến đời sống của chúng ta như thế nào? Tức là mình đang ở trong cái năm xấu thì mình cố gắng nhịn hơn hay là như thế nào? Đúng rồi, tôi muốn đầu năm tôi muốn nhắc nhở quý vị cái điều đó, là để cho quý vị biết rằng chính bản thân không ai hiểu chúng ta bằng chúng ta đâu. Cho nên ví dụ như một cái cây, mọi cái chúng ta hãy để ý đi, chúng ta hãy lắng động đi, chúng ta suy nghĩ một tí đi, tất cả đều có nguyên nhân của nó cả. Cho nên tôi muốn nói rằng nhân quả là ở chỗ đó, tất cả đều có nguyên nhân, cho nên nó mới có cái hậu quả. Tôi ví dụ như là một cái cây mà không phải tự nhiên nó chết liền đâu, nó chết nó héo từ từ. Như vậy thì chúng ta hãy lắng động, chúng ta nhìn cái cây đó tự động sao nó héo từ từ như vậy. Thì chúng ta suy niệm về cái bản thân của chúng ta cũng vậy. Tự nhiên chúng ta nghe, tôi muốn mách bảo như nãy tôi muốn nói rằng chúng ta đừng để cho chúng ta gặp những chuyện mà quá nhiều cái xấu nó túa vô chúng ta như vậy. Nào là hành khí nó khắc chúng ta, nào là chúng ta rơi vào tam tai, nào là chúng ta có những cái sao xấu như vậy, chúng ta gom vô nhiều cái xấu như vậy là chúng ta phải biết. Và những cái dấu hiệu nào nó bắt đầu nó đưa đẩy cho người đó là chúng ta biết dấu hiệu đó, dấu hiệu không tốt rồi. Người ta tới người ta rủ chúng ta làm ăn, hoặc là rủ chúng ta làm cái này, rủ làm cái kia. Chúng ta nhớ lại những cái lời mà tôi khuyến cáo với quý vị. Và chúng ta nhớ rằng năm nay tôi quá nhiều những kiến bất lợi. Cho nên tạm thời thôi, tôi cứ bình yên tôi sống đi. Tôi không lăng xăng. Tại vì tôi thích những lăng xăng như vậy. Nhưng tôi biết như vậy, tôi nhớ những điều đó không tốt như vậy. Cho nên tôi tạm thời để hết cái năm này rồi năm sau. Tức là mình nên tránh phải không thầy? Tránh giảm thiểu tối đa. Nếu chúng ta đã biết được chúng ta gom những điều quá nhiều xấu như vậy, thì chúng ta cứ từ từ, chúng ta đừng vội vã. À, tôi muốn nói như vậy để cho chúng ta biết rằng một cái cây mà nó không phải tự nhiên nó chết liền đâu, nó phải héo từ từ. Thì trong khi đó chúng ta biết chúng ta có dấu hiệu héo rồi, thì chúng ta phải né từ từ. Đó là cái cuộc hôm nay mà Văn Anh nói chuyện, mà tôi cũng muốn mách cho quý vị là ở điểm đó chúng ta phải làm cho bằng được, chứ không phải chúng ta ngồi đây chúng ta nói chơi. Chúng ta phải biết trước những cái gì đó để nó có lợi chúng ta né bớt đi. Đó là đầu năm nói chuyện về con heo đó. Còn ngược lại, tôi cũng muốn nói, nếu chúng ta không rơi vào những cái điều đó mà chúng ta toàn là những cái may mắn, thì nếu trường hợp mà có người rủ chúng ta làm này rồi, một cái cây mà nó đang chuẩn bị nó ra hoa, tự nhiên cái cây đó nó cũng sung lắm. À, tự nhiên là cái hoa nó tươi lên rồi, cái cây nó tươi lên để nó chuẩn bị nó đơm bông như vậy, là chúng ta biết rồi, chúng ta thấy không rơi vào những cái tình trạng xấu đó. Rồi người này rủ chúng ta đi làm, người ta rủ cái kia, rồi mà chúng ta thấy không bị vào những cái xấu đó, chúng ta mạnh dạn chúng ta làm. Đó là điều mà chúng ta phải làm được cái việc đó, thì nó có cái lý của nó. Cho nên cuộc nói chuyện ngày hôm nay mà Văn Anh mời tôi nói chuyện ở đây, tôi cũng có cái ý muốn mách bảo với quý vị khán giả nên để ý cái đó một tí. Dạ vâng. Rất có lợi chúng ta. Cảm ơn thầy Thanh Nguyên rất là nhiều. Thưa quý vị, năm nay là chúng ta đón cái Tết Xuân Kỷ Hợi. Thưa thầy, như vậy thì theo chu kỳ bao nhiêu năm thì chúng ta sẽ trở lại năm Kỷ Hợi nữa? À, thường thường mang chữ Kỷ. Nếu trường hợp là Hợi thì 10 năm sau thì chúng ta lại có cái Hợi lại rồi. Dạ, vâng. 12 năm sau là chúng ta có lại. Dạ, dạ. Thế nhưng mà muốn giáp lại chữ Kỷ Hợi là 61 năm chúng ta mới có lại. 61 năm mới có Kỷ Hợi nữa phải không? Đúng. Như vậy thì một người mà chúng ta giáp lại
thì phải là 61 tuổi. Coi như là gần hết đời người hả thầy? Đúng, ok. Dạ, dạ vâng. À, thưa thầy, thầy là một người nghiên cứu về tướng số trên 30 năm rồi. Thì trong suốt cuộc đời mà làm việc của thầy về tướng số đó, thì những cái dấu hiệu tướng học nào để mình đoán được vận may hoặc là ngược lại cho một người thưa thầy? À, đó thì tôi cũng muốn nói lại một cái điều là chúng ta nhìn vô cái sắc mặt của người đó. Như hồi nãy tôi vừa mới nói đó, cái cây mà nó chuẩn bị nó ra hoa đó là ngay cả cái lá của nó cũng tươi lắm. Cho nên đó, ý tôi muốn nói là cứ nhìn thẳng vào mặt của người đó và chúng ta thấy người ta có một cái sắc diện nó tươi. À, sắc diện nó tươi. Còn cái cây mà nó bị rũ lá hoặc là nó sắp chết đi cũng vậy nữa. Nó ủ rũ lắm. Thành thử đâm ra là chúng ta, tại vì chúng ta không để ý thôi. Chứ nếu trường hợp mà chúng ta để ý, mà chúng ta không để ý thì chúng ta nhờ những người nào mà nghiên cứu mách bảo chúng ta. À, chúng ta tới đó. Chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng đi coi bói cho nó vui hoặc là đi thế này nọ. Tôi nghĩ đừng làm cái chuyện như vậy. Theo bản thân của tôi cũng vậy. Tôi nói tôi phải có cái trách nhiệm với bản thân của tôi. Tôi nghiên cứu cái gì đó tôi cũng phải nói với một người khác. Tôi phải chịu trách nhiệm. Tại vì tôi nói cái chuyện không may làm cho tác động vào người khác là điều đó là điều không nên. Không nên nói đùa như vậy. Và chúng ta có cái điều đó chúng ta phải mách bảo nhau. Thế thì tôi nhìn thấy một cái người nào đó thì cái nét họ tươi, rồi bản thân của họ có những cái dấu hiệu của sự may mắn. Rồi họ không rơi vào, ví dụ tôi muốn nói rằng hành khí của họ thì ví dụ như năm nay là hành mộc, thế thì họ là mạng hỏa, thế thì mộc sinh hỏa, nhiêu đó không là tôi đã thấy tôi thuận lợi cho người ta rồi. Rồi người ta cũng không rơi vào cái tam tai, người ta cũng không rơi vào cái hành thế nó khắc với người ta. À, mà nó lại thuận lợi, người ta là mạng hỏa cho nên năm nay là hành mộc. Hành mộc thì nó lại sinh cho người ta, tức là nó sinh hỏa, mộc nó sinh hỏa. À, xin người ta đó những cái điểm lợi như vậy. Rồi tôi thấy trên khuôn mặt của người ta nó tươi lên. Tôi ví dụ như là quý vị mà có dịp xem cái lá số tử vi thì nó có 12 cung. Nó gồm có cung Minh, cung Phụ Mẫu, tất cả trên khuôn mặt của chúng ta cũng vậy, nó cũng có 12 cung như vậy. Thì chúng ta nhìn vào cái khuôn mặt của người đó thì chúng ta thấy nó tươi lên. Rồi người ta không vướng vào những cái điều xấu. Thế thì tôi động viên người đó là nên làm. Nên làm và nên hoạt động tốt. Cho nên ở trong cuộc đời chúng ta sẽ có những lúc mà chúng ta ở cái tấm thảm, mà có những lúc chúng ta ở đông sình. Chúng ta biết được, chúng ta không biết thì chúng ta nhờ những người nghiên cứu, người ta nói cho chúng ta, để người ta mách bảo cho chúng ta là nếu trường hợp chúng ta ở đông sình thì chúng ta đừng có lắc. Chúng ta cứ đi về cái sình, chúng ta đi chơi, chúng ta không cần làm. Tại vì làm nữa thì cũng giống như mình đứng ở đông sình mình lắc vậy. Năm đó mình chỉ bị thua lỗ. Thì thay vì mình lấy cái tiền đó mình đi về cái sình mình chơi cho nó thoải mái. Còn nếu trường hợp mà mình ở cái tâm thảm thì mình đừng có đi ngủ, nó phí thời gian. Mình cứ mạnh dạn mình làm. À, bươn cái này bươn cái kia, ai rủ cũng làm. Đó thì trong cuộc đời của chúng ta, cho nên ta nói tốt chưa chắc gì bằng vận tốt. Vận tốt tốt lắm. Chúng ta cứ tận dụng cái những cái vận đó chúng ta làm thì cuộc đời của chúng ta sẽ có nhiều may mắn. À, vâng thưa thầy, đây là câu hỏi của rất nhiều quý vị khán giả đã gửi vào sau khi mà thầy đến với VNTV lần trước. À, nghiên cứu về tướng học, tại vì nãy giờ chúng ta đang nói về tướng học, nó là một vấn đề về tâm linh và khác với mê tín như thế nào? À, tôi muốn giải thích về cái việc mà mê tín và nói về tâm linh. Cái thế giới tâm linh chúng ta, những cái gì mà chúng ta nghiên cứu, nó có cái tính gọi là cái tính khoa học, cái tính lớp lang. Cái tính người ta đã nghiên cứu nó như vậy thì chúng ta mới có cái cơ sở để chúng ta tin. Còn chúng ta gặp đâu chúng ta tin đó thì người ta gọi là tin nhảm. Yeah. À, nó không đúng. Tôi ví dụ như là người ta nghiên cứu rằng cũng con người đó, cũng vóc dáng đó, cũng giọng nói đó, con mắt đó, ánh mắt đó. Rồi người ta theo dõi những người đó từ lúc mà khởi sinh ra cho đến khi họ từ giã cuộc đời này. Thì người ta nghiên cứu cả hàng ngàn người như vậy. Thế thì nó có những sự trùng hợp và người ta thống kê lại. Thế thì lần sau người ta để lại những cái kết quả đó. Thì những người mà họ nghiên cứu họ cũng bắt gặp. Bắt gặp cái tình trạng là cũng hình dáng đó, cũng giọng nói đó, cũng ánh mắt đó, mũi đó. Nó trùng như vậy thì người ta sẽ mách cho chúng ta là
cuộc sống của người đó sẽ như thế nào, thế nào, thế nào, giai đoạn bao nhiêu tuổi nó sẽ gặp những cái gì trong khoảng đó, rồi cuộc đời nó khổ hay nó sướng. Thì điều đó là điều chúng ta tin, chúng ta gọi là khoa học. Còn ví dụ như là chúng ta cúng hay là chúng ta làm gì đó, nhờ một người khác bứt cái lá chúng ta đấy, người ta cầm cái lá lên đấy, người ta nói một cái gì đó, hoặc là người ta cầm là một cái con bài, tôi ví dụ tôi xin lỗi, cầm lấy cái con bài xong rồi người ta nói thì tôi nó có cái tính may rủi. Tôi thực sự ra mà nói thì ra coi như là bứt một cái nhánh lá vô đây để một ông thầy ông nhìn cái lá đó để ông nói một cái gì, hoặc là cầm mở cái con bài lên để ông nói một cái gì đó, tôi nghĩ nó có nằm cái hướng may rủi nhiều hơn. Đó là những cái điều mà tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị như vậy. Vâng, cảm ơn thầy Thanh Nguyên rất là nhiều. Quý vị đang theo dõi chương trình Bạn Có Biết của VNTV ngày hôm nay và sự trình bày của nhà nghiên cứu về tử vi và tướng học Thanh Nguyên. Ông hành nghề tại San Diego rất là lâu năm. Quý vị có tất cả những thắc mắc và muốn có được nói chuyện trực tiếp với thầy Thanh Nguyên thì quý vị có thể gọi cho thầy qua số điện thoại là 619-471-5585. Và ngày hôm nay thì nhân dịp đầu năm chúng ta đón mừng năm Kỷ Hợi thì thầy Thanh Nguyên đã gửi đến chúng ta những cái đề tài xoay quanh cái chữ Kỷ Hợi của chúng ta, phải không ạ? Đúng. Thưa thầy, như vậy thầy nói là khi mà coi tướng cho một người nào đó thì thầy coi về cái sắc mặt, và bên cạnh đó còn coi về cái yếu tố nào nữa để thầy biết là cái vận may của người đó trong năm đó như thế nào thầy, ngoài cái sắc mặt? Ok, tôi cũng muốn nói về tướng học một tí xíu. Tôi ví dụ như người ta nói là một người phụ nữ có cái tướng sát phu. Thế thì người ta gọi thế nào bây giờ? Sát phu có nghĩa là chồng chết. Chồng chết sớm. Thế thì chúng ta xét cái đã. Xét một cái vấn đề là cái thứ nhất ý, là bản thân của người đó phải sống lâu cái đã. Tại bản thân của họ sống lâu họ mới sát người ta, chứ họ chết yếu thì họ sát à? Là cái yếu tố thứ nhất. Mà thường thường chúng ta cứ để ý những người phụ nữ nào mà có hai cái lưỡng quyền ở trên này mà nó hơi cao á, là người ta hay nói là lưỡng quyền cao là sát phu. Cái đó thì chúng ta sẽ nhận thấy một điều là những người ngược lại, chúng ta sẽ thấy rằng những người nào có cái lưỡng quyền cao như vậy thì chúng ta biết là cái tuổi thọ của người đó là cao. Cái đã. Thứ hai nữa là hai cái bên phần thái dương như vậy là nó lõm sâu xuống. Muốn nói lên là vấn đề những người đó họ trung chiên, họ gặp trở ngại trong vấn đề chồng con. Đó là cái dấu hiệu thứ hai. Chứ người phụ nữ thứ nhất là có cái lưỡng quyền cao, thứ hai là có cái phần thái dương này họ lõm sâu. Cái thứ ba là họ có chất giọng của họ nữ nhưng mà họ lại có cái chất giọng của nam. Thì chất giọng đó là họ nói lên cuộc đời của họ lận đận lao đao. Như vậy thì chúng ta còn nhiều yếu tố nữa, nhưng mà đó là ba yếu tố. Ba cái đó lên là chúng ta đã có thể kết luận được. Như vậy thì người đó có cái dấu hiệu của sự sát phu là đúng. Còn nếu trường hợp người ta chỉ có một cái là lưỡng quyền không thì chúng ta đừng vội nói người đó là sát phu. Hoặc là một cái vần thái dương sâu không thì người ta có vẻ trung chiên thôi, người ta trung chiên trong cái vấn đề chồng con thôi, chứ chúng ta cũng đừng nói là người ta sát phu. Vì phải xét ba yếu tố đã, coi tuổi thọ của họ có sống lâu không đã, rồi cái vần thái dương nói về vấn đề mà cung vợ chồng của người ta có lợm thợm, có gặp những cái rắc rối không, rồi chất giọng của họ có nói lên cái yếu tố là về vấn đề hôn nhân như vậy không. Đó, hai ba thứ như vậy thì chúng ta trở lên thì chúng ta mới dám kết luận là người đàn bà đó là người đàn bà sát phu. Đó, thì tôi nói như vậy. Thì ngược lại người ta gọi là người đàn bà vượng phu. Thì thế nào là vượng phu? Thì vượng phu là người đàn bà hép chồng tốt, tức là sau lưng của người thành công của người đàn người nam thì có bóng dáng của một người phụ nữ. Mà muốn được như vậy ấy, thì người phụ nữ đó phải có cái nét sàng tượng. Đó, cái nét đẹp. Mà nét đẹp đó thì nó như thế nào? Thứ nhất là những người đó họ đẹp ở trong tướng học, như là sống mũi của họ đẹp để nói lên có một người chồng, rồi chất giọng của họ tốt là cái thứ hai, rồi cái body của họ là quý phái mà người ta gọi là sang tướng đó. Đó, một vài coi như là có hai ba thứ trở lên thì chúng ta có quyền kết luận rằng đó là người đàn bà vượng phu. Nếu người đàn ông nào mà lấy trúng những người như vậy thì nó sẽ hậu thuẫn cho những người đó rất tốt, đó là vượng phu. Như vậy thì thầy nói rằng
cái chất giọng của mình, cái giọng nói của mình, nhất là người phụ nữ, có một vai trò rất là quan trọng trong về tướng học, phải không thầy? Ok. Yeah. Thì tôi muốn nói về cái chất giọng một tí đi. Chúng ta cứ để ý đi, tôi không để ý đi. Người phụ nữ nào đó mà có cái giọng ồ ồ của phái nam đi. Yeah. Thế thì tôi nói rồi, quý vị để ý coi những người đó, cuộc đời của họ không lận đận mới lạ đó. Yeah. Không lận đận chồng con thì cũng lận đận sự nghiệp. Đó là những cái điều đó. Còn hai yếu tố nữa là cái body với cái đường chỉ tay của họ mà nó đẹp thì họ cũng vớt vát được. Còn nếu trường hợp hai cái đó mà nó xấu nữa thì ui chào ui, thì tôi muốn nói cuộc đời của người đó thì tôi nói là bế tắc rồi. Nó còn tôi mà là trở lại với cái chất giọng. Cho nên cái người phụ nữ mà nói cái giọng của phái nam thì bao nhiêu đó không, họ cũng đã nói lên cái lận đận rồi. Yeah. Ngược lại phái nam mà có cái giọng nói éo éo của phái nữ thì người đàn ông đó cũng đã lận đận trong cuộc đời rồi. Dạ, cảm ơn thầy. Và chúng ta hay nghe nói là về tam tai. Như thế nào là tam tai thưa thầy? Tam tai thì cái đó tôi cũng muốn nói như thế này cho quý vị để ý một chút xíu. Những cái cúng sao này, sao xấu nè, rồi những cái năm tam tai nè, thì người ta hay để ý những cái dạng tuổi, như là cái dạng tuổi đó rồi nó theo cái vòng tua của nó tới cái năm đó thì nó hay gặp những chuyện không may. Thế thì người ta nghĩ rằng ví dụ như là năm nay là năm Kỷ Hợi, năm Hợi, mà ai rơi vào tình trạng tỵ dậu sửu ba cái tuổi đó thì người ta rơi vào cái tam tai. Thì cái đó thì đó người ta nói chung chung lại là người ta hay để ý thì ba cái tuổi đó nó rơi vào cái năm này nè, là năm xấu, cho nên người ta gọi là cái năm tam tai. Đó là người ta để ý như vậy, người ta hay thấy như vậy, cho nên người ta rơi vào cái năm tam tai. Còn quý vị đừng có nghĩ rằng một điều đó để mà nghĩ rằng cái năm tam tai là cái năm không làm gì được. Không phải, bản thân của người đó mới quan trọng. Chứ còn các sao, các cái, những cái đó là những cái nó bổ sung thôi. Những cái râu ria không quan trọng lắm đâu. Nó chỉ có làm cho chúng ta không xứng ý tội lòng. Tôi ví dụ như là cái vậy, nói cái hành khí. Cái hành khí mà ai mà năm nay có cái hành kim, mà kim là nó khắc với mộc, tức là năm nay là thuộc về hành mộc, mà ai có mạng kim là nó khắc với mộc, thế thì một điểm đó cũng chưa nói gì đâu. Bản thân của người đó tốt nè, tướng mạo của người đó tốt nè, những đường chỉ tay nó có những đường đẹp nè, thế thì nguyên cả một cái khắc đó ăn thua gì, không xứng ý tội lòng thôi quý vị. Đó, quý vị hãy yên tâm như vậy. Nhưng mà đừng để nhiều thứ quá. Như nãy tôi vừa mới nói, nào là tam tai mình cũng bị, rồi hành khí khắc mình cũng bị, rồi nhiều thứ nó vô như vậy thì mình cũng nên cẩn thận. Yeah. Okay. Cảm ơn thầy Nguyên. Như vậy thầy nói rằng một cái lá số tử vi hoặc là một cái coi cho một tướng số cho một người nào đó trong việc đầu năm thì nó có rất là nhiều yếu tố cộng lại, chứ không phải chỉ có một yếu tố để mà nói lên là năm nay người đó may hoặc là năm nay người đó rủi, phải không thưa thầy? Đúng như vậy. Dạ vâng. Cho nên chúng ta thấy một thứ thì chúng ta, tôi vừa mới nói đó, ba bốn thứ đẹp, một thứ xấu thì chúng ta sẽ gặp những cái trở ngại thôi. Tức là không xứng ý tội lòng thôi. Chứ đừng có nghĩ rằng vì một cái đó mà chúng ta ngại. Đừng nghĩ như vậy. Dạ vâng. Cảm ơn thầy Thanh Nguyên rất là nhiều. Và thưa quý vị, một lần nữa mà quý vị muốn có buổi nói chuyện chi tiết hơn với thầy Thanh Nguyên thì mời quý vị gọi cho số điện thoại là 619-471-5585. Và chúng ta đón chào năm Kỷ Hợi 2019 năm nay thì tới 61 năm sau mới tới năm Kỷ Hợi kế tiếp. Thầy Thanh Nguyên có muốn nói lời gì trước khi chúng ta chia tay quý vị khán giả trong cái đề tài ngày hôm nay? Ok, thì đó là những cái mà tôi muốn chia sẻ cho quý vị trong cái dịp mà đầu năm, năm Kỷ Hợi. Thế thì tôi cũng nhắc lại, nếu chúng ta gom nhiều quá nhiều cái số chúng ta gặp như vậy, rồi cộng với cái tác động của lòng của chúng ta, tự nhiên cảm thấy nó bần thần, cảm thấy nó không ổn, thế thì chúng ta lại phải đề phòng. Còn nếu trường hợp mà ngoại trừ cái đó ra mà chúng ta thấy chúng ta không rơi vào những cái bất ổn mà chúng ta cảm thấy vui vẻ, phấn chấn, vui vẻ, thì chúng ta mạnh dạn để chúng ta làm, để cho chúng ta có một cái năm tốt đẹp. Thế thì năm mới tôi chúc quý vị một lần nữa an khang thịnh vượng. Có dịp chúng ta sẽ nói nhiều hơn về vấn đề tướng học.
Cảm ơn thầy Thanh Nguyên và cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn, và một lần nữa chúc cho quý vị năm mới 2019 Kỷ Hợi với những gì tốt đẹp nhất, và xin thân ái chào tạm biệt. Xin chào quý vị.